Đầu tiên thì mình sẽ làm ôm rễ đã, cái gì dễ dễ thì mình làm trước, với lại không có dính bẩn này, như những cái màu đầm hoặc là cái liquid mà kim tuyến ấy, thì mình làm sao. Hôm nay nhá, quên đi ngón nào đây, ngón này à? À đúng đó, đúng đó. Đây, cái bút này là bút 18 nhá mọi người. Vừa lấy ra được mấy hôm nên là cái lông nó vẫn đang hơi trùm lại một tí. Giờ làm gì, giờ chỉ có dốc tay xuống cái vút nhẹ thôi, tại vì bột đang ướt mà đúng không? Mọi người có thể tay của khách nó cứ nghiêng trái nghiêng phải không mọi người? Mọi người có biết lý do vì sao phải làm thế không ạ? Cái lý do mà tay khách em cứ nghiêng trái nghiêng phải như thế ấy, là để em quan sát được cái điểm tiếp xúc bút đó. Và em đưa được cái lực tay nó đều với nhau, từ trái qua phải nó đều. Nếu mà mình không làm được đều cái lực tay ấy thì sẽ có cái trường hợp đó là cục bột bên nó dày bên nó mỏng ấy, thì như vậy thì cái ôm rễ mà mình bị bên dày bên mỏng thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Bên nó bên cao bên thấp thì tí nó ôm rễ sao ra được, nó ra thì ra đấy, nhưng mà mình phải phủ cơ lía lên xong rồi mình phải mai cẩn thận các kiểu, nó mất thời gian của mình đi ạ. Oh man. Oh man. Chiều không có nổi luôn rồi. Rồi đó. Tới công chuyện đó. Như này thì em nghĩ là cũng cần phải phụ cơ lý nữa. Kể cả mỏng dai mà mình đắp được rồi thì mình từ tính đi nhá mọi người. Đây mọi người có thể xem này. Em sẽ zoom sát một tí nữa. Anh ship từ Berlin đến Munich tốn nhiều tiền ship không anh? Munich là ở Đức thì ship mất 6 đồng. Thế nó sẽ đi lên đấy và nó đi sẽ đi ra thẳng đến đâu, nó không có bị kiểu bị lò mà rửa ấy. Thôi thì không cần phải phụ cơ lý đâu hết. Mất 6 đồng tiền ship. Làm nhanh con làm sớm á. Dây sớm để thành công bắt đầu ạ. Công ở đây là công nhấn ấy. Đây mọi người cứ thấy này, em nghiêng ở tay khách này. Đấy, như thế thì mình đưa cái điểm, cái chổi vào đúng cái điểm mình cần đưa hơn này. Và đưa cái lực tay của mình tác động vào nó đều hơn. Và cái góc độ bút của mình nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, như thế thì nó sẽ không có bị trương, nó hạn chế cái việc là bị bến dày bến mỏng nhá mọi người nhá. Đó. Tại vì cái lực tay mình đều rồi, mình vuốt đều rồi ấy, thì nó sẽ đều thôi. À. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt thì chẳng hạn lấy một ví dụ như kiểu là cục bột nó dày hơn ấy, thì mình phải biết được để mình đưa và tác động cái lực tay nó mạnh hơn nhá mọi người. Không phải thấy dày rồi mình cứ đều tay là nó ra đều đâu ạ. À Hành à, hoa díu mở hàng 80 đồng á. Đâu nói thế, đẩy khỏe lên trật trật rồi. 80 đồng đi nhá, 80 đồng thì ăn thuốc chí á. Nói đến đắp cục bột nó xấu cha nên ngây ra thật. À, như cái này mình đắp cùng nó cùng mình cảm thấy nó vào form rồi ấy, thì nên lại không cần phải phụ clear này đúng không mọi người. Anh check in book giúp em á. Ok, cảm ơn em nhá. Em cứ nhắn vào trực tiếp vào cái TikTok này cho anh cái furbo nai bay thẳng này rồi công sư của anh sẽ hỗ trợ em nhá. Nhưng còn nay thì mình sẽ làm gì ta, mình đắp bàn này đã rồi tính tiếp. À good day Morgan Bạch Tú nhá, em fan câu chiêu không có nổi luôn à, trên TikTok khóa đấy á. À, anh biết rồi á, chịu không có nổi luôn á. Như vậy là không có được đúng không? Hello Sơn. Đây, tiếp tục nè, dốc tay xuống trước khi mình đặt lên, mình đặt nhập cố gắng mình nhả dài cục bột ra tí để đỡ phải mất thời gian mình dàn bột ấy.
Rồi giờ mình vuốt này, cái tay này thì mình lại phải đổ người một tí để mình vuốt bột, tại vì mình sợ cái móng tay nó lấy khỏi cái camera ấy. Mọi người hiểu cái live stream của thằng nó như thế nào rồi đúng mọi người. Người vèo rồi thì mắt lẻ rồi thì đủ các kiểu đó. Cô gái này yêu cầu làm ngắn một tí nhưng mà chắc là thôi á, ta để dài này cho đẹp. Nhiều nghiền quá, nghiền móng dài quá nên là thôi để thế. Ai này làm ngắn làm chi á, mất rồi đang cắt ngắn ấy. Hello Tiền Nam nha, hello Việt Cương nha, hello Dũng nha. Tay bơ xin việc khéo tay được ngửa như thầy đi kiểm cơm á. Ok luôn, xin cả, mình phải tham lam vào. Xin cả nữa nè. Xin nửa không cho, xin cả thì mới cho. Oh man, nó beautiful nữa đó. Thấy cái cây. Oh man. Trời trời ơi, chịu không có nổi luôn nè. Cái chân móng mình làm như này một cái này thì nó sát, vậy là nó chắc ơi là chắc vào cái chân luôn. Oh man. Rồi, em ơi nữa, giữ em một mình ngón đi nè, giữ mình ngón đi. À, Lý Huynh à, thầy ơi, bị dị ứng mang bao tay rồi cũng bị dị ứng thì sao á? Ngày xưa thằng cũng bị dị ứng đấy, nhưng mà thằng mang bao tay xong phần cứ bị dị ứng. Thì có một cái kinh nghiệm này chia sẻ với bạn Alina nhé. Có nghĩa khi mình vuốt bột ấy, thì mình đừng có, mình chỉ vuốt bột và vuốt không có chạm vào khỏe tay của khách này, và không có chạm vào cái tay của mình này. Này, khi mà mình vuốt cái tay mình để này, mình vuốt cứ vuốt vào tay mình ấy, thì có khác gì mình không đeo bao tay đâu. Cái liquid mà ở đây lâu quá thì nó cũng thấm vào cái tay mình thôi mà. Bao tay có xịn đi cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn có ảnh hưởng nhá. Nên là thành ra khi mình đeo bao tay rồi ấy, thì mình cần phải tránh cái ngón tay đấy ra, đừng có vuốt bột lên tay mình nữa nhá. Năn nỉ đấy đó, nên là cố gắng đấy. Còn nó bị nửa thì chịu thôi, bị nửa thì trường hợp đấy thằng chưa vấp. Rửa cho em xin cái cò á. Uầy, chị mới sáng mai là xin cò đấy chơi. Chị giờ chơi. Chị giờ chơi. Anh có một cái cò anh dùng mới có 4 năm thôi, có lấy không? Rồi anh để đó cho mà, mới ra đến lấy. Anh đang tính để đưa ra rắc kiếm tuyển rồi đó. Chán. Vừa khéo có thằng em xin thì là mình có lại phải chó đó này. Nữa được không, đồng ý không? Anh thì cho luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cách quay xe trên khỏe bớt rồi á, cái ở trên khỏe ấy thì cũng tùy bút mình mới làm được. Cái đầu bút nó sắc nét với lại nó hơi cứng một tí á. Nếu mà nó mềm mà mình quay ở trên khỏe ấy, nó dồn là cúc ở bên cái góc này thì không được. Nó cũng đơn giản thôi, chú ý bút cho sạch rồi đứng cái góc 75 độ, mình đưa cái cành bút này đi sang đến bên này là xong. Đồ cổ á, ngấy là cái đồ cổ đó, 4 năm rồi mà nó còn hiệu lực em hiểu không? Đây, giờ mình chui cái bút sạch này, giờ mình đứng cái bột trồi lên một góc 75 độ này. Luôn mà từ phải sang trái như thế. Mọi người cứ thử xem cái bút của mọi người, nếu mà đủ độ cứng, không nói thằng đó là mua bút ở bên em đi, thì làm được. Đừng có vòng vo là thằng quảng cáo thì nói mẹn đi đúng không? Rồi, giờ mình sang bàn bên này tiếp. Giờ ngoài má bô nhé mọi người. Ngoài má bô thì em sẽ không làm cái màu trắng sữa này, em sẽ làm màu trắng đầm. Với cái màu make up này luôn nhé mọi người. Đang đâm thì nó mới rá mà nhỉ. Anh đi không lái. Chiều anh mới lái, chiều 3 giờ anh mới lái thằng ạ. Cò anh 5 cm á, cò 35 á, 5 cm có là chưa chủ á.
không phải đâu, bẹt tới còn phải 15 nữa. Cái này 15 rồi ra mới đúng mọi người. Ờ, đừng có hiểu nhầm nhá. Người ta đừng ngồi ngoài với cái màu makeup nó cũng đẹp. Tại ngoài màu này nè, màu này là màu cờ lìa cho màu gì mà màu. Hôm nay lại sớm á. Ôi, đồng trời hôm nay tôi lại sớm sớm tí. Rồi cái này thì làm gì? Cái này thì đầu tiên là mình cho nước lên đây nè. Sau đấy mình cho bột clear lên, đập cho nó ướt để nó chảy xuống á mọi người. Đó, một chảo. Rồi giờ mình làm chi? Mình cho kim tuyến vào cho làm chi nè. Ngoài mà bô là mình ngoài một nút nhạc thôi, mình ngoài nhiều hả? Designer mình liên tục luôn anh ạ, liên tòi luôn như này. Đấy là cái làm cháy ngoài làm cháy. Ủa, trời em chưa đập bột chưa xong, anh đánh bopper xong rồi em sợ anh nữa. Làm cháy không? Anh có vẻ mình ăn mình nhưng bọn em còn rèn nữa. Mình ném cun rồi chứ mình nắng đưa ra cái thơ ren ấy, họ lại cái rùa họ rùa lại chứ không thì có cái biến pháp khác á. Nhắn tin thằng nhanh cái tốt mới hay cho anh xin trái mà có một nửa trời ơi mà được mấy cái hũ em đặt về thử thì hết rồi. Cái này này, cái này mình cần phải xẻ ra trước này, nào này mình xẻ ra trước nè. Hả, có cái hũ tốp của nữa đó. Cái này bắt đầu mình bỏ liquid vào là nó dính nhá mọi người. Nó dính lên bút đấy. Xẻ nó còn khỏe thế chứ. Ừ, nhiều cái quế thì mình giảm, nên giảm ăn cho đỡ quế anh nhớ. Thì cũng được rồi. Mọi người hiểu là được. Chào chị Hằng Nga nhá. Làm theo mẫu không? Hả? Làm theo mẫu này. Ừ, họ đưa mẫu cho em. Tòa này mọi người tại cho hứng dính nữa. Em muốn, tại biết rồi, cái này không dính, cái liquid này không dính. Uầy, cái này nó trốn mất đâu. Cái này không dính, ăn nhậu. Rồi, mình tao điểm nhấn tới ngày nó coi nhá mọi người. Vàng muốn lắm mà cho chi vậy. Rồi tiếp tục thang đây nè. Rồi mình xẻ trước nhá mọi người. Đợi cái bột nó khô mất rồi mình phải làm mất thời gian. Khi mà bột đã ướt thì mình bỏ lên nó nhánh lắm. Đúng không cả nhá? Làm ăn dứt khoát vào. Đừng có kiểu trập trập như nữa. Mẹ thôi, cái này mất thời gian cực kỳ luôn, mình ghét cực kỳ luôn. Phải đặt thì em lại phải đặt đấy mà. Ngoại như ngoại luôn hả? Như ngoại luôn nhỉ. Một phát ăn luôn nhá, ta phải chơi cho nhánh. Ngoại như ngoại luôn.
Rồi giờ nó chưa khô mọi người nhé, mình đặt cái này lên dễ lắm. Đó. Có nghĩa là mình có sự chuẩn bị thì nó sẽ hơn đúng không ạ? Ok, thì đến đó được rồi. Để cái này ta làm ngón khác nữa hay. Rồi chứ cái ngón này làm chứ hả? Này cũng làm tiếp phim ở Onoglis rồi đó. Anh mua đường bến bay cho thay vào khoang tay lại. Trời ơi, nói ngây ngây lắm. Anh em trong tiệm làm đẳng cấp như nhau mà. Rồi tiếp tục nè. Khổ ơi. Cái chân mỏng mình đừng có làm dây quá nhá mọi người. Để tí nữa mình bỏ cái kim tuyến lên, cái màu vàng lên. Cái ngón này nó hơi cúp hơn với bên so với bình thường nên là em sẽ nâng lên một tí ạ. Nó không có nhìn cái bộ mỏng nó không có đông đều, mà không có đông đều thì nó không có đẹp đúng không ạ? Cái kiểu màu này mình lùi thấy lần đầu lắm mọi người. Cái khách nó đấy thì mình cũng làm theo thôi. Rồi, biết rửa tất hả? À, ngón giữa này là nổi thêm hay trong la rửa nhá. Ờ, nổi thêm, em hồi nào về xem lại cái video nhá. Cái này hay phết đấy. Cái này thì chắc chắn về phụ clear rồi mọi người. Yeah. Chỉ có người má bô giống anh á. Trời ơi, một cái ngón má bô nó ngoài nhanh như này mà anh chỉ cho em cái là nó bị khô ấy. Chắc là phải đến lợp mất rồi. Trời ơi. Đua nó cái này mình ngoài má bô mà chầm tay là khô thật mọi người thử mà xem. Mình cái yếu tố của má bô nó chỉ cần chảy với là nhanh tay đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất. Nếu mà mình chỉ cần không có chầm hai cái yếu tố đấy thôi, không có hai yếu tố đấy thì coi như là mình sẽ không làm được má bô đâu ạ. Anh chia sẻ cốt lõi của nó, còn cái kỹ thuật thì chắc là mình xem đi xem lại video rồi mình nghiên cứu cái góc độ tay rồi thì góc độ của bút rồi thì mình nghiên cứu cái làm sao để cho bột chảy xuống ấy. Đấy thì làm anh nghĩ là nó sẽ ra đấy, không khó đâu. Rồi này. Hello Hoàng nhá. Hương Vũ mới mở mặt mà đã toàn vàng rồi á. Ừ nhỉ, sáng đã gặp đấy. Sáng đã vàng mắt rồi. À, sáng đã đọc lượt mọi người ạ. Mình làm giờ giữa ấy. Đúng là hôm qua cũng không phải là làm nhiều quá mà cũng phải ít quá. Có lẽ làm con bài chục. Khiếp vậy. Làm con bài 80 bạc hả? Khiếp đèn. Người ta gọi là chất lượng ăn số lượng đó. À, thua.
Cái ngón này nhìn mà đẹp ấy, nhìn kiểu mình giống kiểu nó khó diễn tả, nhưng mà cái màu này nhìn giống cái bản đồ chứ gì đấy nữa, mình còn thích thích. Không biết ý mọi người sao. Tôn Nguyễn chúc em ngày mới tốt lành, em cảm ơn ạ. Ra chi thì chưa biết á. Chưa nói á, gọi là chưa nói. Trời ơi mọi người thấy không, em ép lực mà nó ra cái form cho em luôn rồi mọi người ạ. Mọi người cứ thế này thì khi nào cho nó ra này, nằm cái bút xuống chung cái thân bút để ép cho nó ra này, thì khi đấy thì cục bột dây nó mới xuống được chứ đúng không ạ. Đấy, mình phải nhìn nhận cái vấn đề ngay cái lúc mình đắp bột ấy, còn để mà khi nó khô rồi thì con chi nữa đâu. Cứ vuốt vuốt ở thấy ở trên người ta cứ vuốt vuốt thì mình cũng vuốt theo. Nhưng mà trong khi đấy thì trường hợp bột của người ta nó cục bột nó đều, nó mỏng, nó không bị dày chỗ nào cả, thì mình vuốt vuốt đều thì nó ra đều. Đây mình là một cục to cha bà đấy, mình cũng vuốt như người ta. Mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa biết được là à, thì ra là như vậy. Cái cách này em nói ra, chia sẻ ra thì để mọi người có thể là biết được là mình không phải khi nào mình cũng phải theo một cái quy trình nào hết, mà mình cần phải tùy cơ ứng biến. Và mình muốn tùy cơ ứng biến và đúng với cái hoàn cảnh ấy thì mình cần phải làm nhiều, mình phải quan sát nhiều, thì khi đấy mình mới có kinh nghiệm và mình làm đúng cả nhá. Cả đặt cục bột thì chưa đều mà đòi vuốt đều tay là nó đều, làm sao có chuyện đấy. Cái ngón này của khách rất là ngắn luôn mọi người ạ. Cái ngón này nó đến từng này thế này, thành ra là cái câu móng em phải lao lên cáo. Nhìn cái móng nó hơi mất tự nhiên tí, nhưng mà cái này nó trường hợp mình phải vào thế, mình phải bắt buộc như thế thôi. Bộ này cũng vài ta lỏ rồi anh á. Sáng ra gọi là mình ăn gặp á, cũng có tí gọi là Minh Thông à. Giờ đó xem anh mà quyến hỏi làm sao để khỏe của khách tròn và đẹp được vậy anh. Do em có rùa nó cũng không tròn được như vậy á. Cái câu hỏi này thì thực ra là để mà nói trong cái buổi live của anh ấy, thì anh trả lời nó rất là khó đầy đủ. Nhưng mà ok anh vẫn sẽ trả lời. Nếu mà không có đầy đủ, không có chi tiết được ấy, thì cũng thông cảm cho anh. Thì anh cũng muốn nói đó là cái khỏe tròn ấy, thì nó sẽ dựa đến 3 yếu tố chính. Đó là yếu tố chuẩn bị trước khi đắp bột, và đến yếu tố đắp bột, sau đấy thì đến yếu tố chạy mịn. Nên nó có 3 yếu tố như thế, gần như kiểu bao quát cả cái quá trình làm của mình rồi ấy. Anh nói chơi mà anh muốn nói được cả cái quá trình làm móng của anh luôn ấy, thì rất là khó. Anh chỉ có thể là chia sẻ một ngày một ít cái kinh nghiệm thôi, để mỗi ngày mình có một ít, nhiều ngày thì mình có nhiều ít, thế thôi. Thì anh muốn nói là có 3 cái công đoạn đấy. Thì em cố gắng em xem lại từ những cái bước chuẩn bị rồi thì đến những cái bước cảm ơn em với câu hỏi nhá. Cứ chú ý xem, tập trung xem những cái bước mình cần đấy. Mình không có học thêm cái mới mà mình học cái những cái loại bỏ ấy, có nghĩa là mình thấy à cái mình giờ mình chỉ mình chuẩn bị nó cũng sạch rồi, mình loại bỏ cái phần chuẩn bị này, giờ mình xem lại mình bị phần gì nữa, mình lại coi lại cái phần đấy, chẳng hạn là chạy mịn thì mình lại coi lại cái phần chạy mịn, hoặc là phần đắp bột thì mình coi lại cái phần đắp bột đó. Mình loại bỏ bớt dần dần như thế. Rồi nếu mà không loại bỏ bớt được, nếu mà loại bỏ được hết rồi mà mình vẫn còn bị nữa ấy, thì mình lại phải nghiên cứu tiếp em ạ. Lại phải quay lại để nghiên cứu tiếp. Nó cái nghề này như kiểu cái nghề dạy nghề ấy, nếu mà mình nói làm được luôn, nhìn vẫn làm được luôn, hỏi cái là giỏi luôn thì chắc là
cái nghề này nó ai cũng làm được rồi á, như thế thì cần gì đến mình nữa, à, đúng không, hiểu không? Đấy, mình tìm được cái từ khóa rồi, nào là chuẩn bị chân mỏng sạch như thế nào, rồi đập bột như thế nào là chắc bên đó, có mỏng như nào là nó chuẩn, rồi thì đến cái chai mình như nào tách được hết bột ra, ba cái từ khóa đấy. Bên anh con bút 16 không á? Dạ con ạ, con ạ. Đấy, mọi người thấy cái tốc độ của em lấy cái bột màu trắng nhanh không mọi người? Ôi trời, không vuốt lên mặt mỏng nữa nhá mọi người nhá. Nó có thể là chưa đẹp lắm thì mình có thể cho thêm tí kiểm tuyến đấy, đặt vào giữa đây này thì nó sẽ dày, xong rồi mình đập đập ra hai bên ấy thì nó sẽ mỏng dần. Rồi như vậy thì nó sẽ có cái điểm nhấn đó là cái phần ở giữa đấy. Có là son đời mê lao mê lao mê lao mê. Quét khu ra lấy cái khác ấy. Cái vang này mình có thể gấp là nhỏ được nhưng mà nó không dày đâu, nó mỏng lắm. Nên là mình cứ gấp thoải mái ạ. Thế một tí ở đấy này. Thế cái này hơi thiếu thiếu đó. Như thế được chứ? Anh có lẽ học thuộc sách giáo khoa. Ngấy cũng thuộc đâu, chẳng có anh nói nhiều làm nhiều là anh biết thôi. Hello Lý Nguyễn nhá. Ừ, cay sớm ấy, cay sớm. Hôm nay có bố này dây dây chia sẻ chạm gió lại TikTok, là lại Facebook cho vui nữa. Thì cái này mình đóng lại đấy, mình lỡ máy nó đổ cái thì cũng ăn đủ đấy. Em đi ngủ à? Ok nhá. Bye bye em, chúc em ngủ ngon ha. Mơ về móng tay nhá. Ấm ảnh của những anh thơ mới bông ấy là mẹ mơ về móng tay đấy. Khiếp. Năm ngủ bật dậy đó. Oh man. Đấy, chơi nó xé lại thì mình cứ gian cho nó zone cho nó wow, cho nó gòn đấy đúng không mọi người? Anh em nó thích câu này của thằng lắm này. Oh my god. Trời ơi, mình chưa xẻ đó thì mình cắt cái nít nhá, mình làm ăn ẩu đó. Oh man, thật ra những người là có thật rồi mà. Thực ra đùa đó. Cắt lại cái này hiểm lắm mà. Không phải đơn giản đó. Nó bỏ ra cái hũ này nó biết cái năng thằng này hiểm như thế nào rồi. Một đông được một cái hũ khoảng tầm to những cái cổ tay này ở ngoài này. Khảo một đông ấy. Trời ơi. Cắt khu thôi. Rửa tới rồi. Cứ dồn cho nó vào lan nữa. Đúng rồi đó. Ma cái thằng này. Đồ mất dạy. À, nó ảo đó. Được đó, anh thua đó. Bằng lát anh lót rất kịp nữa. Thì đó là vậy à. Ok đó.
một cái lưỡi này nó bết cái chồi lắm, mình chỉ có đưa cái thân chồi lên vuốt thì nó đỡ bị bết thôi mọi người, còn không thì đưa cái đầu bút vuốt vuốt thôi là thấy bút nó dính bột quá trời quá đất luôn, chịu luôn á. Ơi cái nào mọi người, bút clear mọi người, đây làm hồi giống biệt bút clear nằm ở đâu này mà. Hôm nay mình làm một vẻ đẹp hơn còn bên kia. À, cái này cũng phải phụ cờ lía mà ngay ra. Cảm ơn anh Hoàng Minh nhá. Thank you anh. Mình lắp cái ngón to này, mình lắp một nửa thôi. Mình không ham làm gì cả. Rồi, trước khi mình vuốt thì mình cố gắng mình ra nó trước đi. Để tí nữa có cái bột nó ăn xuống cái nền móng ấy, mình vuốt nó mướt dễ hơn là mình vuốt chưa có bột ở dưới ạ. Như vậy thì cái bút nó cũng khó dính bột hơn đó mọi người. Vứt đi. Rồi ok, nhớ một tí nữa cái chấn mỏng này là mình ok lắm đó. Rồi mình vuốt cho nó nổi với nhau này để tránh trường hợp nó bị dây ở giữa này. Sau đó mình chui cái bút sạch và đập cái chân mỏng xuống, nghiêng cái tay để mình đưa cái chổi vào đúng cái góc đồ này. À, như vậy thì cái chổi của mình nó đúng góc đồ rồi á, thì lấy lý do gì mà bột nó tràn được. Nó chỉ có vào đúng cái khuôn khổ luôn chứ tràn thì không thể được luôn á. Nhưng mà rồi vẫn thiếu ở đây một tí á. Rồi ok. Đấy, mọi người vuốt chổi ấy, khi mà mình không có nghiêng cái tay lại, mình không có quan sát được ấy, thì mình vuốt có thể là mình vuốt đúng rồi nhưng mà chưa có lực tác động vào đấy ấy, thì làm sao mà cái góc này nó vào mỏng được và nó ôm sát được tay, thì mình cần phải nghiêng cái tay lại, mình quan sát và đưa cái góc chổi vào đấy như thế này thì lực tác động nó sẽ tác động trực tiếp vào cái cục bột mình đang vuốt luôn ấy, thì nó sẽ ôm vào đúng cái khỏe cho mình và nó sẽ có độ bền ngay luôn. Còn bên này ngược lại, mình nghiêng tay sang phải và cái góc chổi bên phải ấy mọi người. Đó, chứ đừng có kiểu mình làm đó là mình chưa có hiểu cục bột đấy, chưa có nghĩa là mình lấy cục bột nó bị khô quá hoặc là mình chầm tay quá nó bị khô ấy, thì mình rất là lo lắng cái việc mình không vuốt bột được ra hết đầu móng, thành ra là mình cứ phải vuốt để như này, mình vuốt nhanh để cho nó ra hết đầu móng và mình không có chú ý hai bên này được nữa, thành ra là mình cố gắng làm gì, mình nếu mà chầm tay thì mình đập hai cục chẳng hạn đấy, còn nếu mà mình nhanh tay hơn được ấy thì mình làm nhanh tay để mình cố đầy đủ các thao tác cho em đó. Đừng có bỏ công đoạn, bỏ thao tác như thế thì không có bên đâu ạ. Đây như thế này thì mình lại lo được một cục nữa, như cái ngón to bên kia thì mình không có làm được một cục. Rồi mọi người thấy không, em nghiêng lại này, em nghiêng lại thấy nhá. Rồi giờ bột nó vẫn chưa khô đấy. Thế có nhiều người lo cho cục bột được cái chân mỏng xong rồi quay lại vuốt bột nó cứng ngắc à. Xong rồi làm sao mọi người? Xong rồi làm sao ta? Xong rồi cứng ngắc rồi làm sao? Nhảy xuống ao chứ còn làm sao nữa? Nhảy xuống ao mà trong khi đấy mình không biết bơi hả? Trời ơi là trời, chịu luôn á. Đừng có làm dây nhá mọi người. Cái đầu mỏng này mà mình vuốt làm dây lên ấy, thì tí nữa mình khoét gâm để cho cái đầu mỏng nó mỏng, từ chứng là nó bị mất cái ma bô của mình. Như vậy thì cũng coi như là từ xây lên là từ đạp đổ luôn hả? Thì cũng được. Như vậy là mất thời gian của mình quá. Làm cho mỏng đi. Muốn làm mỏng thì phải làm chi? Nhưng cái thân bụt nó ẻm xuống đúng không ạ? Rồi. Không có chi nữa không hài? Xong rồi đó hài. Ok, bốn thân Peter. Như vậy là đã xong quá trình lắp một ngón bộ móng thôi. Mang lắc à? Mang có lắc không mọi người? Thế này cho mình kể chuyện mình nói thì là mang lắc à? À đủ thì đó là vậy. Đời buồn này. Trân trọng giới thiệu với mọi người, đấy là cái bút số 18 nhá mọi người nhá. Cái form vào này. Em mới vuốt có 3 ngày thôi. Cái đồ đàn hôi của bút ạ. Cái đồ dây của lông ạ. Quá là yêu luôn á. Rồi mình cho nó to hơn bình thường một xíu này. Đó, bình thường thì em đắp như này đúng không, nhưng mà giờ em làm cho to hơn mình thôi một xíu,
tại vì bút mới mà mình làm cho nó to hơn để cho nó nhanh vào form hơn đấy. Ok, như thế là mình treo mình cắt đi. Cơ lý là cái nắp ngoài đây. Live phở bò ok mà anh á. Ok, anh sẽ cố gắng live phở bò nhiều mọi người nhỉ. Giúp em like và share cái video với. Tại vì cái thuật toán của Facebook ấy, nên nó cần sự hỗ trợ của mọi người. Đó là like hoặc là share, thì khi đẩy cái video đó mới đẩy lên được. Còn không phải như TikTok. TikTok là nó tự động nó đẩy cho mình luôn. Đó, thì chỉ thành ra là khi nào like Facebook em phải nhờ đến mọi người giúp em chia sẻ like video ấy. Rất là phiền mọi người, nhưng mà không biết làm sao nữa. Muốn có người xem, muốn người xem thì mình chia sẻ nhiều, mình chém gió vui á. Mà giờ không có người xem thì mình cũng im, like cũng buồn đúng không? Đối với cái bộ này á, thì mình cần phải làm gì? Mình cần phải chạy cái này này. Cái này thì nó kiểu giống gây tốn ngô khống ấy. Nếu mà gây tốn ngô khống thì mình lại làm nhanh quá đúng không? Thôi thì mình dùng cái này đi. Rồi cái này, cái đây. Không giật như TikTok đúng không? Cảm ơn anh, hello anh Trúc nhá. Cảm ơn em nhá, cảm ơn, hello anh Trúc nhá. Sao em làm mà nó chân nó cứ bị hở nhỉ á? À đủ là một câu hỏi. Nó gọi là tổng quát nữa thôi. Chờ trả lời sao cho đủ được đấy. Nó sẽ liên quan đến 3 yếu tố chính em ạ. Còn giờ mà để mà chi tiết từng yếu tố thì anh rất là khó cho anh. Tại vì anh live stream ấy, khách hàng nữa nên nó cũng khó cho anh quá. Anh sẽ chia sẻ những yếu tố chính. Đó là những cái yếu tố đầu tiên. Đó là yếu tố mình chạy trước khi đắp bột ấy. Chuẩn bị trước khi đắp bột ấy. Và sau đấy là bước đắp bột. Sau bước đắp bột thì nó mới đến cái bước đó là bước chạy mình. Thì có 3 yếu tố chính như thế. Bây giờ đây đang cái chuẩn bị chạy mình ấy, thì anh chuẩn bị chia sẻ đến cái phần chạy mình nhé, để em hiểu được cái phần chạy mình này nhé. Rồi hôm sau thì gặp những cái yếu tố như kiểu chuẩn bị trước khi đắp bột, rồi thì đến yếu tố đắp bột thì anh sẽ chia sẻ thêm. Và mỗi ngày mình học một tí, mình kiếm một tí kinh nghiệm nó. Nhiều ngày thì mình có nhiều tí kinh nghiệm và kiên trì như thế thì rồi sẽ có một ngày đó. Bố mày coi trời bằng vúng nữa. Oh man, Đào Quang Anh đắp lại bố ní coi lại với thầy á. Ừ, anh cũng biết là cái tinh thần ham học của em rồi đấy. Nhưng mà nói sao ta, anh cũng rất là thích cái tinh thần ham học của em. Nhưng mà thôi em ạ, em bây giờ mua khoảng tầm 10 cái bút đắp bột bên anh thì anh cũng còn suy nghĩ lại một tí. Không ấy, làm như tỉnh thảo xuống đắp lại cái bộ này thì nhà vợ còn ai nuôi em. Nói ngất ngất rồi không nói được. Thằng nhịp để anh mà gặp ngoài đời thì anh gọi gạc ngô cho mấy rùa luôn thật đấy nha. Ngấy, đừng có ngấy lắm. Biết là cái tính thân hãm học nó cũng tốt chứ mà. Như rửa nó hay lắm đó. Facebook xem tua được á. Tua được thì mình có thể tua lại. Anh vẫn có thể cài đặt cái chế độ cho mọi người tua lại được ấy. Dung ngơ mà anh cu mân kế vô đây coi chi rửa. Mân kế vô coi anh được chứ. Mình nhìn nhận cái form bột ấy. Mình... Em ngày xưa cũng lâm kế đấy. Em cũng xem live stream ở bên Mỹ. Anh chị ở bên Mỹ toàn lâm bột chứ có lâm kế đâu. Rồi em ngay nào em xem, tối nào em về em mò xem bằng được. Em làm cái form kế nó cũng ra form thẳng như bột đấy mà. Em lại còn học được cái cách đắp kế nhánh nữa cơ. Cả câu hỏi không biết anh Tuy nên trả lời sao luôn á. Thì đó đó, em coi thế nào chứ. Tình hình này cũng ổn lắm đấy. Rất mệt đó. Mọi người nhanh tay nhá, bút 18 nhá. Bút 14 đắp mỏng ngắn, bút 18 đắp mỏng hơi dai. Mà nói chung là cái bút ấy thì mình
mình quen hay là không quen đấy, kể cả bút 14 em đắp những bộ dây này vẫn có được, vẫn được mọi người. Khoét gâm luôn, thì nó đỡ phải khoét gâm này. Rồi đó. Khi mà cái tay của khách này nó cũng có đẹp đó mọi người. Cái tay này nó kiểu hơi vành vành và lại là nó hơi lệch ấy. Đây cái ngón này mình gắn tiếp đó mọi người. Chứ chả có vấn đề gì, kiểu như kiểu thì mình chả khoét nó đi và vứt nó đi đúng không? Tại sao mình cứ phải lo lắng về cái vấn đề là mình gắn ở dưới hay ở trên, nó bên hay nó không bên nhỉ? Ở ngoài này thì có ảnh hưởng gì đâu. Cái bên nó chỉ ảnh, nó chỉ liên quan đến cái đôi dây của móng đó. Không có thiếu bột đó, thì nó có bên thôi, nó có ảnh hưởng đến cái tip đó. Tip ấy thì nó vẫn có liên quan một tí ở nơi cái phần gắn tip, mình gắn tip thiếu keo hoặc là thiếu bột ấy, thì cái nước nó luôn vào ở ngay cái phần giao nhau giữa cái móng thật và cái móng giả, thì nó vẫn có thể ảnh hưởng đến đôi bên. Nhưng mà con ở ngoài này thì thôi, mình cứ làm thế cho nhanh, không phải lo nghĩ gì nhiều đúng cả nhá. Rồi, bây giờ sang con này nè. Đến bàn này à. Có lẽ phải bật nhanh hơn một tí để ta làm cho nhanh hơn tí thôi. Anh không, cảm ơn. Anh không, anh cảm ơn. Từng ngày qua em chợt đưa nắng tới. Ngày hôm qua anh chợt đưa nắng tới, chiếc hôn nó xa, chiếc hôn đôi rồi. Mọi người thấy cái này ok không mọi người? Để em lấy về ra đây, ta bán nha. Ok không mọi người? Nhìn ok không? Cái này thì áp dụng cho bộ dài đấy, bộ ngắn thì có lẽ là thôi. Bộ ngắn thì đưa cái này vào cho nó vướng. Em vẫn chưa thích, chưa, nếu mà thực sự là vẫn chưa 100% hài lòng về cái này. Tại vì cái này mà làm, khi mình làm ấy, nó dài quá như này thì tác động cái lực vào nó khó quá. Không tác động được lực chuẩn của em ấy, thành ra là em vẫn chưa ứng lắm. Nếu mà ứng thì em lấy rồi à. Nhìn thì thấy ứng đấy, nhưng mà khi mà làm thì mới biết được à, mẹ nó dài dài lăng ngoăng vướng vào mẹ được. Cái này nóng lắm, mình phải lấy ra khỏi cái giá của khách ấy. Cái bột mình vừa mới sủi lên ấy, nó nóng ấy là nóng luôn ấy. Nó như là nó bay vào tay của em ấy. Em phải hất liền đi. Nếu mà thấy cái bụi này mà bay lên tay của khách, mình phải vứt ngay nhá mọi người. Không, khách nó nóng lắm đấy. Tôi khách lắm. Ngày
ngày hôm qua anh chợt đưa nắng tới, rồi là chiếc hôn đắm say anh, chiếc hôn bối rối. Sửa anh làm thử mộc á? Ừ, anh đi học mộc thôi. Anh nói chung là kiểu được cắt gỗ với lại mái nhóm đấy, có một tí kinh nghiệm về mộc. Đó, khé đó, khé đâu? Mới đó, nhà sản xuất anh gửi tặng anh này, anh thử hàng này, anh còn nên lấy về bán hay không nữa. Nghiên cứu dùng thử ấy này, ok anh đặt cho cả ấy. Chị đó, tin báo tin việc chứ, nhắn tin hình ảnh nhiều rồi. Nó coi lái biệt đài lắm, nhắn tin em đó. À đó. Cái mình nó đây nó bẹn nữa. Mà gì chung. Có nhiều cái nó trượt trượt đấy. Bộ này làm gì trong bao lâu anh á? Bộ này anh làm trong bao lâu á? Cái này thì thực ra là chưa biết được, phải làm xong nó mới biết được ạ. Đợi tí á. Cái đó đó, anh thử, anh gửi cho anh cái thử đó. Ai không kết cái này đó hay lắm không? Kết kết nó mày dùng vừa ngồi anh được. Đắt thì phải đắt nhiều, bảo đắt cả nghìn người cơ mà. Thì anh mà quyết định anh bán thì anh phải đắt về thôi. Thế còn không thì bán nếu anh chưa bán hai đâu mình nữa đó, chứ bán thêm đâu mình thì ấy tròn nhá, họ tròn họ loạn ấy. Cái anh muốn làm đơn giản hóa vấn đề ấy, thành ra là biết anh biết cái này còn nhiều lắm, nhưng mà có những cái nó chay nó bị trượt trượt cơ, nên nó cũng phải cẩn thận khi mình đặt. Cái đấy bám đấy, hình ảnh anh trai đấy, hình ảnh anh trai đấy là thầy. Nó bật cái máy hút nhé mọi người nhé, thông cảm nhé. Nó rửa cái bộ phó này cho ra, cho nhanh nhánh nhé. Ngày hôm qua anh chợt đưa nắng tới, giờ là chiếc hôn bối rối. Cái ngón ấy ngắn hơn ngón ấy một tí, ngón ní thì lại phải băng ngón ní, thế thì mình phải duỗi cái ngón ní xuống, quẹt khú thật. Rồi anh làm thử mộc à? Ờ, anh làm thử mộc đấy, anh trả lời đó. Bè cái chưa nha, được là. Ngà tiên xin mẹ tiên đi đám cưới ra đây ấy. Rồi bên nhà có cái xưởng mộc là thôi, thì thật sáng rồi. Xin phù có thể có được không? Được đó. Thật mà. Anh cũng cắt gỗ thôi, anh cũng mày nhảm thôi, nói chung là cũng mình nhiều lắm. Mình chơi mình thợ mộc, chứ không cần bật cái máy cắt lên xưởng ấy. Đầu tiên mẹ anh rúng lắm. Nhưng mà cắt vài lần thì ta lấy ok rồi. Nhưng ta cuộc tải ngửa độ hề. Ừ, nguy hiểm. Cái máy để cái răng này mẹ nhảm. Có chuyện gì trong người mà ừ. Có những cái xưởng móc hẳn hiện đại ấy, thì có cái máy mà hắn kiểu tiếp xúc với giá hắn dưng luôn, nhưng mà cái xưởng anh làm nó cũng bình thường ấy. Nên là mẹ anh đến cái đoàn cắt là anh cũng rần rẹn nó. Đi lô mốt thôi chứ. Dưng lại khi mà mình sắp nguồn ấy. Thơ bao đúng không thế? Bao nhảm đâu rồi đó, đành nhảm cho liệt ấy. Nói chung là bùi hơn cả làm móng nữa mới. Nên là thành ra mình vượt qua cái nghề mà làm móng tay ấy. Mình cảm thấy nó nhân, nó cảm thấy nó cũng không có gì gọi là nguy hiểm lắm, không có gì gọi là độc hại lắm. Làm mộc là đeo một cái khẩu trang, kiểu cái khẩu trang mà bịt kín ấy. Xong cái về là thấy trắng tinh luôn. Dạ mạn thật. Tóc tai là coi như là như kiểu tuyệt luôn á.
bịt bịt luôn đó mọi người. Trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi, tỉnh đó là cái nghề nó tròn mình từ ngày xưa đó đúng không mọi người? Chứ không phải là bây giờ nó mới tròn, không phải là khi mình vào cái nghề này nó mới tròn mình, mà nó tròn mình từ cái thời mà gọi là mình chưa vào cái nghề này luôn đấy. Thơ mộc nó cũng liên quan đến cái nghề này luôn đấy, cùng cắt này, cùng rùa này. Rồi để sau mình làm thơ máy thì cũng nó liên quan luôn. Thơ máy thì nó là liên quan đến cái tốc độ tay, điểm chính xác hả? Rồi thì ngắt quảng từng nó, thứ nào là đủ, như nào là vừa, như nào là đủ. Nói chung là cũng liên quan từ cái thời mà mình đi làm đến giờ luôn á. Cái nghề nó tròn mình từ thời con bé luôn á mọi người. Là chúng bỏ học sao nó đúng không? Điến là trình độ học vấn 12 đến 12 nhé. Bỏ học cũng bất học, bỏ học cũng được. Mẹ cho anh học thì phải lấy cho mẹ cái bằng cấp 3 cho nên. À, anh Vân có bằng cấp 3 có chứ, à đi bằng cấp 3 đấy cũng vừa ném mà thôi á. Còn đi đại học á? Không, anh đi học cao đẳng mà anh đi. À, anh đi học nghề mà anh đi. Học dốt thì biết tự lượng sức mình, đi mà kiếm tiền chứ, mà xài tiền của mẹ này thì có mà bị đèo đi rồi. Anh mơ ước anh đi nước Đức mà, anh mơ ước đi nước ngoài mà. 12 đến 12. Mẹ có đi đại học đó năm qua. Điều quan trọng đại học chỉ. Anh thì đại học về 3D hả? 3D là đời đứa đầy á. Ra mẹ trường trường đời cho nó nhanh nữa. Còn bên ở nhà mà chưa cố gắng là chưa lên con bồ rồi. Bạn công an chất đám nhé, nó lại bổ tục được thằng ấy nói ngặt ngặt thằng ấy. Nói thay rửa thằng ấy bật trơn thôi đó. Mà hồi trước anh học trường công lớp hay bản công nè. Bản công? Hả? Bản công? Bản công thì nói hả? Bản công ở anh là trường bình thường, ở trường, trường học học vừa vừa chứ mà dỗ lắm đâu, nhớ mẹ đi. Mà là dỗ đắc đâu. Hồi xưa học trường công lập ấy nhé. Dạ, anh học đây. Ôi, nơi chỗ em vô trường bản công là kiểu họ hàng kỳ thi vậy. Ừ rồi chứ, chút trời ơi. Nghe thì này còn gian nán nữa hay. Có được rách con mẹ nó báo rồi, oh my god. Quay là nhìn bản thân thì thấy nó hoang dã quá đó hả mọi người. Nên là mọi người làm gì làm cũng phải chăm chút bản thân tí nhá mọi người nhá. Cái đồ liên tưởng nó hơi cao tí, mọi người thông cảm. Đang rủa thì giật mình nhìn lại bản thân thấy bản thân nó hoang tàn quá trời luôn á. Cô này đắp 3D này, đắp hóa 3D này nhá. Chà trời, thật lấy hóa 3D từ dán vào đắp cho nhanh hả. Tiệm em có hóa 3D gắn vào ấy mọi người. Bỏ kéo đình đá lên là vạt vứt lên là sóng hả? Hay là ta làm để cho nhanh đó. Ý kiến này cũng không có tôi lắm mà. Khá là dễ áp dụng. Khách này thì khách quen của mình nữa. Được đấy, ý nghĩa đấy. Ý kiến này không tôi lắm thằng ơi. Chà bà làng nên lấu thật rồi. Anh ơi em vô bên tay trái hay bị lem đâu mỏng sửa sao với anh á. À, anh cảm ơn câu hỏi của em nhá. Trời ơi chơi mãi mới có câu hỏi luôn. Câu hỏi hay đấy. Cái phần bên góc này bị lem đúng không? Đầu tiên là mình phải tìm cái lý do. Cái lý do của em ấy đa số là đều bị kiểu mình rùa. Là mình theo một cái thói quen, mình quẹt một cái này. Và tại sao mình quẹt thế là tại vì khi mà mình đưa cái rùa ra đấy, đưa cái rùa ra ấy, thì cái khử tay của mình ở đấy đấy, nó vấp vào cái hống này, nó vấp vào cái hống này của mình, thành ra là cái đường rùa nó sẽ bị uốn cong này.
đó là cái lý do. Còn giờ đến cái cách khắc phục nhá, thì đây anh có thể anh quay lại cho anh, ít khi mà đưa tay sang trái sang phải nhiều, nhưng mà khi mà anh làm bình thường ấy thì ở bên này anh chỉ để tay thẳng như này này, còn bên này ấy thì anh lại đưa cái tay khách sang bên này đó, và anh nghiêng cái tay lại để anh quan sát được mà. Nhưng mà khi mà mình đưa cái tay mình sang bên khách sang bên này rồi á, thì cái tay mình nó không có vướng bận gì ở nơi cái hông nữa, nó mở cái cánh của mình ra rất là dễ em hiểu không? Và như thế thì mình dùa nó rất là hiểm khi bị vấp vào nơi cái hông của mình. Còn có nhiều người thì lựa chọn cái cách đó là ngồi nghiêng người á, như thằng Tấm chẳng hạn. Anh nói đừng con mẹ nó cười thì đẹp, cười đeo gì, người dùa nghiêng người véo xương em mà ngất. Thằng Tấm trong tiền thì nó lại nghiêng người dùa gọi là dùa đổ người, thua Thái Hoàng cái khoản gọi là ngáng ngửa với Thái Hoàng. Dùa đổ người lắm mà, khiếp. Người ta đánh nhạc đổ người chứ đấy, dùa nghiêng người lắm, sợ thật. Ok, chúc em thành công nhá. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, thì mình cũng phải cố định được cái rùa và cố định được cái móng cái của khách thì mình mới quan sát được các quy trình mình rùa, cái điểm tiếp xúc của rùa nó nằm ở đâu, như thế nào là đủ, như thế nào là vừa, như thế nào là thiếu. Còn mình cứ chỉ có một cái bước đơn giản như thế mà rùa ra cái form thì có lẽ Spider-Man rồi chứ. Nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau. Ok anh Biển ơi, cảm ơn anh nhá. Rồi giờ mình chạy mình nhá. Lâu lâu có cái câu hỏi cái là mình có sự tương tác ngay lắm mà. Mọi người đặt câu hỏi nhiều cho em bởi như này. Cái ngón này á, thì nó đắp bị tan, cái một cơ lĩa tan mình thấy được. Nhưng mà không có sợ, tại vì khi mình rùa cái đường này á thì nó lô đắm cái gơ ở đấy rồi này. Mình chỉ cần nằm vào cái gơ đấy, mình luôn một cái vòng từ phải qua trái như này. Đó. Nói chung là cứ phang vào điểm gơ cho em, đúng không? Rõ ràng luôn nhá, đừng có vòng vó nữa, mất thời gian. Cứ phang vào điểm gơ đấy rồi mình luôn vào lần từ phải qua trái là vào việc đầy đủ chi tiết. Đúng rồi, nếu mà phải có cái đồ tốt, đồ ngon thì mình dùng nó mới gọi là nó mới vào được việc á. Chẳng hạn như cái đầu mình tìm này, nó vừa nhỏ nó luôn được vào xấu, nó lại vừa dai. Ôi trời ơi, oh my god, đến đó là hết nổi đó đó. Này, chịu không có nổi luôn đó đó. Quan trọng là phải ấn đúng điểm á, đúng chính xác luôn. Những cái điều anh cần nói thì em lại nói ra rồi. Hiện nay thì kiểu gì chả làm chả đẹp á. Mình khoét gầm mỏng nữa mà nó không mất ôm rễ này, tại vì khi này mình đắp cái cục clear mình đắp cho nó mỏng xuống được á. Ting 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 ting. Mọi người thấy không, em không có cần tách cái khỏe đó, không có cần phải đẩy lên làm gì cả, là vì mình biết được là mình đã rùa như nào. Có nghĩa là cái kỹ thuật rùa form ấy nó kết hợp liền với cái kỹ thuật chạy mìn luôn, chứ nó không tách biệt ra với nhau. Có nhiều người cứ lựa chọn bảo và hỏi em rằng là tại sao lại chạy mìn trước, chạy rùa trước, tại sao lại lựa chọn rùa form trước. Oh man, có nhiều chứ, mọi người hiểu ra chứ. Nó liên kết với nhau từ như thế cơ mà. Nên khi đấy nó mới đến cái kết quả nó một cách nhanh nhất và nó tốt nhất chứ. Thì mình cứ rùa cái này một tí, nó nhảy quá cái này một tí rồi đi. Làm cái này một tí, làm cái kia một tí. Như thế thì khi nào cho ra mình cả cái khoảng thời gian của mình chỉ có ăn nó đi nhìn lại xem thử cái móng nó đã đẹp hay chưa, mất thời gian. Mình chỉ cần hoàn thành từng bước, bước nào tốt bước đấy là nó ra được cái bộ móng hoàn hảo và đúng theo cái quy trình của mình.
À đó, tao muốn đẩy tay rồi. Tấm nhỉ. Thằng đi. Lâu cái ngôi sao đẩy tay anh nữa nha mọi người. Thằng Tấm đẩy đó không phải em đó. Chán thật được. Ngây ra thật. Có cái anh này hỏi đâu mình này. Cái đầu mai này nó không an toàn. Mà cái này nó cành, nó không có bó cành đâu nhá. Nhưng mà cái này nó nhỏ, thành ra nó mình luôn mà nó dễ. Mình chỉ cần chạy qua cái dù ở tay một cái là mình dùng được luôn ạ. À, nếu mà dùng cái đầu an toàn ấy, thì đối với em không đồng ý ạ. Em không có phù hợp với em. Tại vì nếu mà cái đầu an toàn thì nó bó tròn cành này nè. Mình chạy nhiều khi là mình để lại cái bột ở trong cái chân móng ấy. Nếu mà đắp sát chân thì không sao nhá. Nhưng mà đắp sát chân như em ấy, mà chạy cái đầu mình đấy thì 90% đến 100% là nó bị để bột lại trong cái chân thôi. Và còn thêm 10% nữa là nó bị lõm ở chân móng nữa cơ. Nó bị lõm một cái đường ở giữa cái bột thì nó trên này đang còn, mà ở ngoài này thì nó lõm một đường. Như vậy thì cũng được. Anh chạy mình số nhẹ thế á. Dạ, cái máy này 5 số ấy, thì thằng chạy số 1,5. Thằng chạy mình nhẹ, tại vì thằng dùng lực nhiều. Thằng chạy mình thằng dùng lực, nhiều người chạy mình không dùng lực nhưng mà thằng thì thằng dùng lực. Để mà dùng lực được đúng ấy thì mình cần phải làm. Mình làm thì mình biết được à, chạy nhẹ lực thì nó lấu ra, chạy mạnh lực quá thì nó bị lõm. Thì mình cần phải dùng được cái lực vào làm sao cho nó phù hợp. Cái đấy thì bắt buộc là mọi người phải tự luyện tập đó. Còn trong cái quá trình mình làm thì mình đúc kết ra cái kinh nghiệm cho bản thân đấy. Nói như anh cái câu này cũng copy một tí, đó là đầu tiên mình phải có kiến thức nữa. Kiến thức là mình cần phải chung lực mạnh hay nhẹ này, ở đâu chung lực, ở đâu không chung lực. Sau đấy thì mình cần phải có gọi là trải nghiệm, có nghĩa là mình sẽ làm đúng không. Và khi mình làm thì khi đấy nó mới ra gọi là cái kinh nghiệm. Cái này cũng copy của thầy Thái Cống thôi, nhưng mà mình áp dụng vào cái nghề này. Có nghĩa kiến thức, trải nghiệm rồi mới đến kinh nghiệm nhé mọi người. Mình trải nghiệm thì nó sẽ ra cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Như vậy mình trải nghiệm nhiều thì sao mọi người? Chả mình coi trời bằng vũng lớn này. Rõ ràng lớn nè. Đâu mình nay có bán không số bác? Dạ em có ạ, đang con hang ạ. Đâu mai mình tìm Titan. Cái thép này được tối 2 lần, thành ra cái độ bền của nó, cái tuổi thọ của nó được tăng gấp đôi. Cái đầu mình này thì cái đầu thì nhỏ này, mình luôn xấu vào được này. Và cái đáy của nó ấy, thì nó lại bó tròn. Thành ra khi mà bó tròn như này ấy, thì cái khi mình chạy lên đến trên này thì phần dưới này nó không bị ruộng bậc thang mọi người này. Nhiều khi mình chạy, chạy thôi, thầy quay lại thì ô, mình chết chả rồi, quẹt khú rồi. Như rửa là không được. Em chạy mình gần mắc máy á. Em chạy mình sắc thôi. Em chạy mình sắc và cái chạy mình của em ấy thì là có nghĩa là em đắp cái form nó chưa vào, hoặc là em rửa cái form nó chưa vào ấy, thì em phải chạy mình nhiều. Còn anh thằng em đấy á, thì em chạy ít. Bởi vì em đắp form nó cũng gần vào, vậy là em rửa nó cũng gần vào form rồi. Nhưng mà em đau cái bụng quá mọi người, chết chả đấy, quẹt khú đó. Có bán mình nữa nữa không thấy? Dạ có chứ. Đâu mình tìm dùng quả tuyệt luôn anh á. Anh cảm ơn quả feedback của em nhé. Đó. 15 phút, 10 phút nữa, 10 đến 15 phút nữa. Ừ,
xong cái đó có chị đó. Đâu không phải bảo vệ đâu, nó kết hợp được cái kỹ thuật của mình này mà. Nhìn hạt mưa rơi ôi tôi lòng không dứt, dứt cho vơi nỗi buồn. Đâu là chạm nhá bên chảy máu á. Có cái nói chung là đâu mà bằng sắt ấy, chạm nhá nên nó sẽ chảy máu em ạ. Kể cả em dùng cái đầu an toàn nó chạm nhiều nó cũng đứt á. Nó mà là cái kỹ thuật của mình thôi. Cái đầu chỉ là cái phần bộ hỗ trợ mình đó. Đừng có tìm kiếm một cái gì nó an toàn với mình hết. Mà em phải suy nghĩ đơn giản như này nè, tại sao người ta làm được mà mình không làm được hả? Chứ đừng có tìm kiếm cái gì hoàn hảo cả. Tìm kiếm cái gì phù hợp với mình cả, mà mình sẽ phù hợp với nó như thế nào để em sẽ ra được cái kết quả tốt hơn á. Làm cách nào để mình phù hợp với nó. Nhìn hạt mưa rơi ôi tôi lòng không dứt, dứt cho với nỗi buồn đau bụng quá trời. Oh my god, oh my god. Giờ đắp bà đế mà đau bụng thì đắp thế đéo được. Thế mình gắn hóa bà đế thôi mà. Đừng có đắp nữa, ngu người chấm cơm nữa. Sớm thì ông thấy á, dạy sớm thì dạy thi á, à cái này dạy sớm thì thành công nhấn á. Hello, hello chị nhá, hello Trip Thi nè. Đau thì sức đau đỡ, sức dâu đỡ,
đâu thì mình phải xin lỗi. Không có cái gì mà từ chúng mà có hết, mình phải trải qua đắng cay ngọt bùi chứ. Bông này hơi to không ta? Mình cần đặt cái bông này lên thì còn cái nịt nữa. Lái sớm thì em á, ra hôm nay tôi chỉ có cái bộ này dây dài thì em lên lái chia sẻ chém gió cho vui gì ạ. Nhìn hạt mưa rơi ơi thôi đấy, người ta bảo đắp hoa thì mình không có đắp mà mình chỉ gắn lại cho nhánh. Tuy mọi người nhé, mọi người có thể đắp thì đẹp hơn á, đắp thì nhìn nó tự nhiên hơn. Nhưng mà em đang vui quá. Rừng hoa lớn Okay. Okay, rồi xong rồi mọi người này. Mình dùng cái gel đỉnh đá, nếu mà tốt mình đỉnh nó bị rơi ra hoặc là nó sẽ bị bẩn đấy. Còn cái này mình quét lên xong rồi mình hớ đen là nó thành mát luôn á. Dạ biết tất. Em sẽ nhặt tỷ giá này nó sống nhá mọi người. Làm rất là đẹp rồi, làm rất là chuẩn rồi. Từ những cuối cũng nhặt giá bị đứt tay thì coi mà nhục hả. Này, em bị nhiều phá thì lắm rồi đó mọi người. Kiểu mình muốn kỳ, mình muốn nó sạch á. Anh nhặt cái trật tay mẹ này.
Thôi chắc là chào mọi người đó. Chúc cả nhà mình cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân ạ. Em xin phép xuống live, hẹn mọi người sáng tuần đi. Còn chiều thì hẹn mọi người trên TikTok, em sẽ lên TikTok em live. TikTok thì khi nào khoảng 3 giờ chiều, thứ bảy thì là live vào buổi sáng. Lúc tầm giờ này ở bên TikTok. Đây cả nhà nhé, mời cả nhà xem sản phẩm nhé. Mọi người thấy ok đó. Cho em một like, một tím rồi. Một subscribe, một tím. Bỏ cái đen vào đấy nữa. Oh my god. Dạ, chết. Ok, Patrick, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Dạ. Dạ, biết xuyên, xuyên thẳng lọc nhé. Ôi,